Hello, xin chào các bạn. Trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách liên kết hai bảng tính khác nhau trong Excel. Và ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Ví dụ ở đây mình có hai trang tính. Trang tính thứ nhất là mình sẽ liệt kê số người nhân viên qua từng tháng của mỗi công ty. Đây, ví dụ công ty A là số lượng nhân viên qua từng tháng như thế này. Công ty B, số lượng nhân viên qua từng tháng. Rồi công ty C và công ty D. Và giờ mình muốn thống kê tổng số lượng nhân viên qua từng tháng của mỗi công ty trong mỗi dòng total này. Và đặc biệt khi mình thống kê trong mỗi ô tổng này thì tự động dữ liệu cũng cập nhật cho mình trong trang tính thứ hai. Ok, để làm được thế này thì các bạn sẽ thực hiện các bước như sau. Bước đầu tiên, các bạn sẽ thống kê tổng số lượng nhân viên qua các tháng của mỗi công ty. Các bạn sẽ làm như sau, bằng. Sau đó các bạn sẽ gõ sum, sử dụng hàm sum và bôi đen cho mình tất cả các tháng. Đóng ngoặc lại và nhấn Enter. Ở công ty C các bạn cũng làm như vậy. Hoặc cách thứ hai thì các bạn có thể nhấn Alt cộng với bằng tại cái ô để các bạn thống kê thứ tự, thì tự động nó cũng hiển thị cho các bạn hàm sum kèm theo phạm vi số lượng và nhấn Enter. Alt bằng và nhấn Enter. Đây là cách tính tổng nhanh chóng trong Excel nhé. Và khi các bạn đã thống kê được tổng số liệu qua các tháng của mỗi công ty, và giờ các bạn muốn tự cập nhật số liệu đó qua trang tính thứ hai này, các bạn sẽ làm như sau. Tại công ty thứ nhất thì các bạn sẽ gọi cho mình bằng. Sau đó các bạn sẽ qua trang tính thứ hai thì nó hiển thị cho các bạn là sheet 1. Sheet 1 là trang tính đầu, trang tính thứ nhất. Rồi qua trang tính thứ hai các bạn sẽ chọn cho mình tổng số nhân viên qua các tháng của công ty A. Vì mình đang thống kê dữ liệu cho công ty A thì mình sẽ chọn vào tổng số lượng nhân viên qua các tháng của công ty A này. Ok, là ô B9 này. Sheet 1 là trang tính thứ nhất này. Ok, và mình nhấn Enter thì tự động là số liệu đó cũng cập nhật qua trang tính thứ hai luôn. Tiếp theo mình cũng lặp lại như vậy, mình cũng tính công ty B, mình cũng sang trang tính thứ nhất này, mình chọn vào thống kê dữ liệu tổng số nhân viên của công ty B và nhấn Enter. Ok, tiếp theo mình cũng lặp lại các bước như vậy. Công ty C, rồi gõ bằng, sang bảng tính thứ nhất, chọn công ty D và nhấn Enter. Ok, sau khi các bạn đã cập nhật được dữ liệu tổng số nhân viên qua các tháng của mỗi công ty ở trang tính thứ nhất, và giờ mình thử thay đổi lại này. Mình thử thay đổi công ty A vào tháng 3, mình sẽ thay đổi là 250. Thì cái tổng số nhân viên dưới này nó cũng được thay đổi là 2050. Sau đó các bạn sẽ sang sheet thứ hai. Ok. Và sang sheet thứ hai, tức là trang tính thứ hai, thì dữ liệu cũng tự cập nhật cho bạn luôn. Ở đây mình sẽ ví dụ ở công ty C đi. Công ty C ban đầu là tổng số 2114, thì giờ mình sẽ thử thay đổi số người ở trong tháng 4 là 350 và nhấn Enter. Thì tổng số là 1810, mình sẽ qua đây. Ok, thì công ty C trong bảng tính thứ hai cũng tự cập nhật cho mình luôn là 1810. Ok, rất đơn giản phải không nào? Ok, tiếp theo mình sẽ ví dụ cho hai bảng tính khác nhau. Ở đây thì khác với ví dụ trước là ví dụ trước mình cho hai trang tính trong cùng một bảng tính, và ở ví dụ 2 này thì mình sẽ cho hai bảng tính khác nhau. Và giờ các bạn muốn liên kết hai bảng tính lại với nhau. Ví dụ ở đây mình muốn liên kết tổng số lượng các vật phẩm qua các tháng của mỗi sản phẩm qua cho bảng tính thứ hai.
Ok, các bạn cũng làm như sau. Đầu tiên các bạn tại bảng tính thứ hai các bạn cũng có bằng này. Sau đó các bạn chọn cho mình tổng số lượng các tháng của sản phẩm thứ nhất là sữa này, mình sẽ chọn vào giá trị sữa. Thì lập tức các bạn thấy là hiện ra cho các bạn tên bảng tính thứ nhất này để các bạn liên kết này. Tiếp theo là tên trang tính này, tên trang tính có liên kết. Và tiếp theo là vị trí ô mà các bạn muốn liên kết này. Đó, và nhấn Enter. Tiếp theo trái cây các bạn cũng gõ bằng này và chọn cho mình tổng sản phẩm của trái cây và nhấn Enter. Tiếp theo bằng và chọn tổng sản phẩm đồ ăn vặt và nhấn Enter. Và cuối cùng là đồ gia dụng các bạn cũng chọn cho mình vào ô tổng số lượng của đồ gia dụng và nhấn Enter. Ok, thì tự động là sẽ hiển thị cho các bạn tổng số lượng các tháng của mỗi vật phẩm trong bảng tính thứ nhất này. Ok, và giả sử mình sẽ thử thay đổi dữ liệu trong tháng 3 của trái cây, mình sẽ thay đổi là 120 và nhấn Enter. Tổng số lượng trái cây qua các tháng là 1443 thì tự động qua bên bảng tính thứ hai này thì cũng hiển thị cho các bạn, cũng cập nhật nhanh chóng cho các bạn số liệu tổng số lượng trái cây như ở bảng tính thứ nhất này. Hoặc mình sẽ thay đổi đồ gia dụng đi, đồ gia dụng ban đầu là 1461. Giờ mình sẽ thay đổi số lượng của tháng 3 là 100 và nhấn Enter. Khi đó tổng số lượng nó cũng thay đổi là 1438 và qua bên bảng tính thứ hai này cũng được thay đổi là 1438, cũng tự cập nhật giá trị luôn. Ok, rất dễ dàng phải không nào? Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách liên kết hai bảng tính khác nhau trong Excel. Hy vọng các bạn sẽ thực hiện thành công và xin chào các bạn.